Gà xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe bên nhìn của mình. Hiện tại bây giờ gà đang ở trên núi. Lúc trước á thì gà có chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị một hoàn cảnh rất là khó khăn, thì hoàn cảnh của ông bà cụ ở trên núi cả nhà. Cụ bà thì 80 mấy tuổi, cụ ông thì 70 tuổi, đang sống trong một cái ngôi nhà tình thương, một cái ngôi nhà của những người xung quanh họ thấy rất là thương nên là họ giúp đỡ cho ông bà có một cái ngôi nhà bằng tôn. Lúc trước là ông bà sống một cái ngôi nhà rất là thương cả nhà, một cái ngôi nhà rách nát rất là thương luôn. Thì hôm nay là ông bà cũng có một cái ngôi nhà đỡ hơn, trời mưa trời gió. Nhưng mà vào cái tháng mưa á thì mưa nó vẫn chảy nước vô trong nhà nha cả nhà nha. Thì ông cụ bị cục một cái chân. Lý do là ông đi lượm những cái ve chai cả nhà ở trên phi trường, chỗ mà người ta thường thường mà những chỗ mà người ta tập quăng lựu đạn đồ, bơm đồ cả nhà. Thì ông đi lượm những cái mảnh bơm mảnh đạn đó để về để bán ve chai kiếm sống. Không may thì bị một trái bơm nó nổ cả nhà, cục hết một cái chân. Thì gà mời cả nhà mình đi vô để thăm lại gia đình ông cụ nha, giúp đỡ cho ông được cái gì thì giúp nha cả nhà mình nha. Mời cả nhà mình đi cùng với gà vô trong nha. Để đi vô trong đây á, cái rừng núi nó rất là xa xôi cả nhà. Thật sự là vô trong đây thì mình phải chạy xe máy một tiếng đồng hồ đi vô trong núi, rồi mình cũng phải đi lên trên núi nữa. Thì nhà của ông bà rất là xa. Ở đây gà thấy có cái cổng nhà ông bà để cái lưới nè. Cái cổng đây là ông bà làm lại để khỏi cái con dê con cừu á đi vô trong cả nhà. Thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị bình luận và góp ý cho gà rất là nhiều, gà cũng xin cảm ơn luôn. Và cũng có một số cô chú anh chị nói thì sao dạo này gà chia sẻ những cái hình ảnh, những video không thấy gà cứ như là mở khẩu trang ra cả nhà. Thì hôm nay gà cũng xin chia sẻ với tất cả cô chú anh chị luôn. Tại vì người đồng bào á là những người lớn tuổi cả nhà, họ bị bệnh rất là nhiều. Chẳng hạn như gà chia sẻ với tất cả cô chú anh chị là họ bị bệnh phong cùi nè. Tại vì bệnh phong cùi là mình lây qua bằng cái hơi thở cả nhà. Rồi những cái căn bệnh lao nè, rất là nhiều. Nhiều khi đó, gà đi lên trên núi gà tiếp xúc với những người bệnh đó. Tại vì mỗi ngày như vậy đó, là gà gặp người bệnh rất là nhiều cả nhà. Gà đeo một cái khẩu trang đó, khi mà gà đến hoàn cảnh này là gà chia sẻ xong là gà bỏ, gà đeo khẩu trang khác cả nhà ơi. Tại vì lúc trước mình không có hiểu, mình không có biết nên là mình không có đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với những người bệnh. Rồi gà cũng được các bác sĩ tư vấn á, và nói với gà thì khi mà mình đến những cái hoàn cảnh khó khăn á thì mình phải đeo khẩu trang để bảo vệ an toàn cho mình và bảo vệ an toàn cho những người không có bị bệnh nha cả nhà nha. Thì mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm cho gà. Thì đây là cái ngôi nhà thân thương của ông bà nè. Gà thấy là ông đang ngồi với lại bà đang ngồi phía trước ngôi nhà cả nhà. Gà mời cả nhà mình đi vô trong nhà của ông với lại bà nha. Con chào bà nha, con chào ông. Bà cho con đeo cái mic chút nha. Dạ. Bà có khỏe không? Mệt chứ. Mệt hả? Bệnh bữa tới giờ luôn mà. Dạ. Không bệnh gì mà cứ đau đầu, trong mặt. Dạ. Có hồi nó ra nước mắt như là nước vậy, giọt giọt vậy. Dạ. Cái tay của bà sao mà con thấy dính cái gì vậy bà? Không có cái ấy này. Cái gì bà? Sơn. Sơn hả? Sơn trù á. Ý là bà sơn cái con cù á hả? Sơn con trù mà nó dính lung tung hết rồi. Trời ơi, cả nhà mình coi nè, cái tay nè. Cái này thuốc sơn phải không bà? Trước chân cô á. Rồi mình rửa không ra? Dạ. Ra chứ. Dạ. Sao bà không rửa đi? Bà ngủ quá. Đêm hôm mà cô ngủ được. Dạ. Nó mệt, nó nhức cái đầu. Dạ. Ủa sơn con cù mà sao con thấy tóc của bà nó cũng dính sơn luôn, nó cứng ngắc vậy nè. Nó dính luôn. Dạ. Là mấy con cù nhỏ nó nhảy phải không? Nó nhảy nó dính cái đầu mình luôn, cứng ngắc luôn. Cả nhà mình coi nè. Bây giờ phải ấy, giờ phải mai đi gỡ chưa? Dạ. Gỡ xà bông nó mới ra. Còn xăng cũng như không là cái quỷ này nè. Dạ. Hôm qua cũng rửa xăng chứ mà đâu có được đâu. Bà có uống thuốc không? Uống nha. Dạ. Mà không có tiền. Ai đâu mà đi chợ mà gỡ cho người ta mua. Dạ. Là mình không có ai để gửi đi mua thuốc hả bà? Dạ. Tại vì ở trong đây nó xa xôi quá, cả nhà, vùng núi rất là xa xôi luôn. Gà đi vô đây cả nhà cũng biết, mình đi trên núi đường dốc không à.
mà mình đi rất là khó chịu nha, khi mà mình ngồi trên xe á, giống như là nó lên nó xuống cái đường nó gập ghềnh đó cả nhà, rất là khó chịu luôn. Thì đi vô đây á, cả nhà có biết là một tiếng đồng hồ, như là mình còn trẻ thì mình đi như vậy á, còn mà những người lớn tuổi thì họ đi là khác nữa cả nhà, nó lâu hơn nữa. Là bây giờ là bà cảm thấy trong người như thế nào? Nó mệt mệt trong mình á. Mệt mệt đó mà. Dạ. Mệt chứ đau đầu chứ ra nước mắt. Bà có bị ho gì không? Không không. Dạ. Ho thì cũng có mà ho ít, là một ngày với là hai lần. Dạ. Còn đêm á là mê nó lạnh phổi hay sao á. Dạ. Khoảng 4 giờ là bắt đầu đó ho. Dạ. Ho 3 tiếng, 2 tiếng vậy á. Dạ. Bây giờ gà thấy một thời gian gà quay trở lại, gà thấy bà là bà rất là ốm. Bà ốm đi nhiều mà sức khỏe của bà không có giống như lúc trước nữa. Rất là yếu luôn. Bà ăn được không? Ăn được. Dạ. Ăn là bơ ít hơn chiều ăn rồi. Bơ cho nhiều á. Một lần ăn là một tô vậy. Bơ ít mà không chịu ăn, mà ăn nhiều mới được. À, ăn ít thì ăn đủ. Ăn đủ. Phải bơ cho nhiều. Dạ. Cả thịt, cả cá hay là cả bầu đồ nấu canh á. Dạ. Là bà ăn hết luôn? Ăn hết luôn. Dạ. Không có bỏ cái nào hết á. Dạ. Mà về mà còn thèm nữa à. Thèm nữa. Ăn sợ trúng thật. Không dám ăn nhiều. Ăn nhiều sợ trúng thật hả? Ăn nhiều sợ trúng thật. Mà bởi vì bên Tân Mỹ đó có người trúng thật rồi chứ bộ. Ăn bún á. Dạ. Ăn bún mà cũng lương ương trong mình vậy. Rồi sao không biết ăn bún vô là trúng thật chết tại chỗ luôn. Dạ. Đâu có kịp đi nhà thương đồ đâu. Dạ. Đành thấy người ta vậy thì mình sợ. Bữa giờ có ai vô đây thăm ông với lại bà không? Không hả? Không hả? Không ai hết. Dạ. Chỉ là hai đứa con nên thôi. Ừ. Bà là con thấy bà hình như là bà có một bộ quần áo này hả? Cái quần áo này, cái áo này ai cho bà vậy? Cái thằng con ông ở cà chuối á. Dạ. Nó lấy nó áo của vợ nó cho. Ừ. Thấy lạnh quá đó. Sao bữa con cho tiền sao bà không mua cái mới mà? Ai đâu đi tới chợ đâu mua. Dạ. Ở dưới chợ thiếu chai gì mà đâu có đi được đâu. Ừ. Bắt đây tới nhà chính là kia là có người chở đi. Dạ. Mới người mà đi cầu cá. Dạ. Chở lên rồi cái bắt đầu xuống là chính là chở xuống. Dạ. Vậy không à? Đi được chứ không phải không mà lâu. Dạ. Lâu lắm. Tình không có đi. Ừ. Giờ có đói có no có gạo có thóc hay là có gì đâu kệ. Không đi đâu. Không đi xa quá. Xa. Một là xa, hai nữa đi không nổi. Bắt đây tới nhà chiến rồi nhà chủ trận trụ đây mà còn mệt. Ừ. Bắt đây lên tới đó nghỉ à. Nghỉ rồi cái bắt đầu tới đó rồi cái tới cái táo kìa. Nghỉ nữa. Rồi mới vô ở trong mới được vô ở trong cái chòi. Dạ. Mở trụ. Hiện tại bây giờ thì bà đang đi chăn cù mướn cho một người cả nhà, một người dân ở xung quanh đây. Thì bà làm cho họ là mỗi một ngày như vậy là bà lù cù đi ăn. Xong rồi chiều là con cù nó về là mình phải nhốt cả nhà. Một tháng thì người ta sẽ trả cho bà là 1.000.000 đồng. Thì theo như bà chia sẻ với gà. Với lại bà sơn con cù nữa, cái tay cái chân nó dính sơn quá trời luôn. Kẹt. Bữa nay là bà đi đuổi cù nổi đúng không? Đi được chứ. Dạ. À, hay là cù là mình gom nó vô chuồng thôi. Bữa giờ Tết rồi có ai lì xì cho bà không? Đâu có ai đâu. Không ai tới lì xì cho bà? Không. Dạ. Với hai đứa con thôi. Bao nhiêu năm rồi bà chưa được lì xì? Mà đó giờ bao nhiêu năm là bà chưa được lì xì? Cái năm nay vậy có với các chú rồi tới chứ còn đâu mấy chục năm nay đâu có ai đâu. Mấy chục năm rồi? Ở đây mấy chục năm rồi chứ một năm đâu. Dạ. Lát con lì xì cho bà nha. À, cũng cảm ơn. Còn cái mớm á. Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Bà ăn nhiều không? Ăn nhiều. Hôm nay mình ăn cái gì với bà? Ăn thịt.
Được ăn cá, dạ. Rồi ăn bầu, dạ. Bầu luộc cũng có mà nấu canh cũng được. Rồi ai, ai mua thịt cho bà? Mấy người hỗ trợ này. Dạ, người ta cho hả? À, người ta nói không có còn khổ thiệt chứ. Ông thì ông đi thì ông sửa xe. Một lần ông té dưới mương đây này, em mua chỗ cái quán á. Dạ. Số lượng chết rồi chứ sao không biết ta đỡ lên lại. Bây giờ ông còn đứt tới, ông điếc tới bây giờ. Ông đi xe, ông say á, thì ông chạy được. Còn ông tỉnh là không dám đâu. Dạ. Xe đi giấu rồi kìa. Sáng sáng là gà thấy là ông ra đây để uống nước trà nè cả nhà. Ngồi trước nhà uống nước trà. Cả nhà thấy cái ly không? Đây là cái ly là... Phải đây là cái hũ yến không ông? Uống nước trà. Nhà trà. Ủa cái chân của ông là bây giờ sao rồi ông? Đi lại bình thường chứ? Đi cũng bình thường. Dạ. Cái này là ông tự chế đúng không ông? Tự chế. Dạ. Cứ một năm là ông thay một lần. Thì ông lấy cái miếng thiết á cả nhà. Cái miếng toan phải không ông? Toan. Dạ, lấy miếng toan rồi ông cột lại, lấy dây thép cột cái, vô cái khúc gỗ để ông đi. Ông đi làm thuê làm mướn cho người ta, cả nhà đi đào đất đồ á. Ừ. Bữa giờ ông có khỏe không? Cũng khỏe, trời cái nắng thì nó nóng. Dạ. Nóng, nóng. Bữa giờ ông có đi làm mướn cho ai không? Làm được một ngày à. Một ngày hả ông? Dạ. Đi cuốc đất hay sao không? Đi chém hàng. Đi làm gì ông? Chém hàng, chém hàng cỏ. Dạ. À, đi làm cỏ hả? Chém hàng cỏ và khứa. Dạ. Là ông đi làm cho người ta trả cho ông bao nhiêu một ngày? Một bữa cho được 150. Được 150. Ừ. Ừ. Bữa giờ trên đây gió không ông? Gió, gió bầy, gió lớn á. Dạ. Năm nay là gió lớn nhất á. Dạ. Bữa con thấy ông trồng mấy cái cây bầu, bầu nó lớn cho ông mình ăn được chưa? Trồng rồi. Dạ, nó lớn mình ăn được trái chưa ông? Chưa. Nắng là chịu thua. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó có trái rồi đó chưa? Thì một gãy một ụ mới có trái thôi. À, dạ, dạ. Bây giờ hạn chế rồi. Dạ, bây giờ mình ra ngoài đó đi ông đi. Dạ. Rồi mời cả nhà mình đi ra ngoài cái cây bầu của ông đi. Cả nhà ơi, bầu này cả nhà. Trời ơi, trái nào trái nét đã không ở nhà ơi. To lắm. Ở bên kia gà thấy có hai cái trái khổng lồ luôn. Cái này là mình để làm giống không? Một cái để làm giống thôi. Dạ, còn cái trái to kia? Không à. Cái to, to kia ăn, ông phải ăn từ cái trái mà nó vừa vừa thôi chứ nó to quá thì ông... Đâu bữa thì trái nhỏ nhỏ thôi. Dạ, ông to quá mình ăn nó già, ăn nó không ngon. Có nước là nó bung hết chứ. Trái... Dạ, cái bầu này á là ông, ví dụ như ông muốn ăn, ông cắt nó ra. Ông ăn xong, ông bó lại. Bữa sau mình ăn nữa. Chứ ông cắt mà ông đem vô nhà ông để nó già. Dạ. Như ví dụ như cái trái kia ông muốn ăn ông cắt nửa, ông ăn. Ừ. Xong rồi ông bó cái đầu mình cắt lại. Rồi bữa sau mình ăn nó vẫn còn tươi. Ừ. Chứ ông cắt ông bỏ vô nhà là nó già, ăn nó không có ngon, nó héo. Ai à. Dạ. Thì cũng có cái thực hay chứ còn không biết. Dạ dạ dạ. Ừ. Tại vì hồi đó nhà gà cũng trồng bầu cả nhà. Mình ăn á cái cây bầu nó ra trái mình cắt một nửa mình ăn. Xong mình bó lại, bó cái chỗ mà mình cắt á. Xong rồi bắt đầu mình để đó một hai ngày sau mình ăn nữa là nó tươi nó ngon. Chứ còn mình cắt mình bỏ ở nhà là nó già, cả nhà ăn nó không ngon, nó héo. Ô gà thấy nè, bữa cái ụ đây nè, bây giờ nó mọc lên hết luôn nè. Ở trên cái ụ đó có trái không ông? Không biết rồi, không có liều nữa. Dạ. Gà sợ rắn cả nhà, sợ không rắn không? Nó nằm ở trong đây. Không có rắn à? Dạ. Ở nhà. Rồi trái quá trời luôn. Là bữa ông giờ ông cho người ta không hả? Ừ, cho. Dạ. Ừ, ông chồng tốt ghê cả nhà. Rồi ông có trồng cái chỗ nào mà ông đào cho mấy cái chỗ đây ông trồng cái gì? À, khoai lang nè. Trồng cái khoai lang. Trong muống rồi nó lên không nổi không? Không có nước hả? Không có nước, không có nước. Dạ. Rồi bây giờ mình đi vô nhà đi ông đi. Ở đây là bất tiện là ông có nước. Ông có muốn có một cái máy bơm không? Muốn nhưng mà khả năng chưa đủ đâu. Dạ như là ông có thể là chia sẻ với con là với cho tất mấy cả. Triệu đó đâu dám mua. Dạ. À, sao vậy ông? Mua rồi lỡ kẹt gạo kẹt đồ thắng nắng hay sao? Đâu dám tung ra mua đâu. Dạ. Thì mua nó giờ 5 triệu đó mua cái mấy bơm dưới ống kéo này được hết chứ. Dạ. Mà sợ thắng nắng.
Như ví dụ này con hỏi ông nè, như là một cái máy bơm như vậy là khoảng bao nhiêu tiền vậy ông? Máy bơm mới mà loại tùy theo à. Dạ. Ừ. Như là trung trung bình là khoảng bao nhiêu tiền là ông có thể mua là cái máy bơm? Ngon lành là mấy hôm 3 triệu bạc mấy. 3 triệu? À. Rồi ống rồi nữa? Ống cho 2 phanh thì phanh 1 triệu. Dạ. Là đủ. Là mình bơm nước lên tới đây luôn? Bơm kéo thẳng là nó chạy xuống luôn. Dạ. À. Tính là quốc ô xả nước đó. Tại vì cả nhà, nhà của ông á là cũng gần một cái đập nước. Gần một cái đập nước, một cái suối á cả nhà. Nhưng mà không thể nào mà lấy nước lên trên đây được. Tại vì ông làm rẫy rất là giỏi luôn. Nhưng mà mình đi gánh đồ là ông gánh không có nổi nữa. Chắc ông lớn không tuổi rồi. Hồi giờ khác không. Dạ. Rào mình, khác cũng khác đứa không. Mình có máy bơm á, là mình bơm bằng dầu nha cả nhà nha. Bơm bằng dầu để lấy nước lên, mình trồng cây. Ở trên đây không có điện, nhà ông thì xài điện năng lượng mặt trời của người dân xung quanh họ cho. Cái điện nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Là ông ước mơ là mình có một cái máy bơm. Là để mình bơm. Dạ. Bây giờ mình đi vô nhà đi ông đi. Tại vì gà thấy là ông trồng khoai lang hôm bữa giờ lâu rồi nhưng mà nó không có lên. Bỏ nó vô nó ăn hết chứ. Dạ. Bỏ vô nó ăn hết chứ. Là mình không thấy hả ông? Mình không thấy con bò hả? Thấy bạn đêm ngủ mà. Dạ. Tại hàng rào cây nó vô hồi nào cũng được. Dạ, mời cả nhà mình đi vô trong cái ngôi nhà thân thương của ông và lại bà nha cả nhà mình nha. Đây là cái ngôi nhà mà người dân ở đây họ chia sẻ và giúp đỡ cho ông bà có một cái ngôi nhà tốt hơn. Tại vì cái ngôi nhà cũ của ông á, nó rách nát rồi cả nhà. Gió nó thổi vô nó lụp sụp. Thì ông sống trong cái ngôi nhà cũ là mấy chục năm rồi cả nhà. Thì gà mời mình cả nhà mình đi vô nha. Gà thấy là bữa nay ông có cái giường xếp mới không? À. Cái giường xếp này ở đâu nha ông? Mua. Tiền anh đưa mua. À. Tiền hôm bữa con cho. Ừ. Ông mua cái này bao nhiêu tiền? Hết 550. 550. Ừ. Dạ. Rồi cái mùng mình cũng mua mới luôn không? Mua mới luôn. Dạ. Ừ. Là mình ngủ trên đây mình thấy đỡ hơn trên võng không? Hai nó ngủ. Dạ, hai người ngủ luôn hả? Đâu, hai ngủ. À. Bà. À, để cho bà ngủ, là ông ngủ trên võng. Ừ. Dạ, sao ông không mua một cái cho ông nằm luôn? Không à, cái được. Ừ. Nó to quá, nó chọc nhà hả? Ừ. Ừ. Ở trong đây nó rất là nóng cả nhà, tại vì cái mùa đây là gió nó đỡ đi rồi. Nó không còn gió nhiều lúc trước nữa. Nóng quá trời nóng luôn. Cả nhà coi cái ra niệm của ông nè, cái này cũ rồi, sao ông mua cái mới ông nằm không? Chưa dám mua. Chưa dám mua hả? Sao vậy? Ba mặc tiền không ba chưa dám mua. Biết mua ba chờ hết. Chờ hết tiền. Ừ. Dạ. Mình để dành tiền là để mua thuốc đồ uống không? Ừ. Thuốc ngày rưỡi mùa nắng 4/5, 3/6 kẹt gạo kẹt đồ mua ăn. Dạ. Trên này là nó vậy. Có một chú chó đang nằm bên dưới á, là bảo vệ cho ông với bà cả nhà. Khi mà ai vô á, là nó sẽ sủa rất là to nha. Ừ. Sao con vô nó không sủa nữa? Chắc nó quen nữa. Nhìn bà giống bà nội của con quá à. Bà nội của con á, lúc trước cũng giống như bà vậy á, cắt tóc ngắn á. Cả nhà mình nhìn thấy cái đầu tóc của bà gà dính sơn quá trời luôn. Bà sơn cho con cù mà con cù nó nhảy lên nữa hả? Trúng đầu bà dính đó hả? Nó đổ một lon luôn à. Nó đổ nguyên một lon sơn trên đầu mình luôn. Ừ. Nó nhảy nó giỡn á. Dạ. Nó nhảy nó sợ đó rồi trúng mình. Dạ. Thấy thương ghê chưa? Ai cắt tóc cho bà vậy? Ông Tư dạy. Ông Tư ông cắt ạ. À. Ông cắt cho bà luôn. À. Đâu có đi chợ đi quán đâu mà tao tiệm tao đồ hết. Dạ, con thấy ông cắt tóc cho bà rất là đẹp nè. Với lại bà nhuộm, con tưởng bà nhuộm tóc chứ. Nhuộm tóc màu đen á. Thì cái sơn đó giống như nhuộm luôn cái gì đâu. Giống như nhuộm luôn. À, cho nó đẹp. Khỏi tốn tiền đúng không bà ha? À, có tiêu trường nha. Tốn tiền là tốn tiền chủ chứ. Tốn tiền chủ. À, mình có đâu tốn tiền đâu. Dạ. Sáng chủ con gọi chứ nói ủa sao vậy
nó con trù của mày nó nhảy đổ cái lồng sơn. Ông hỏi chứ ông nói chứ gì ngồi đâu mà nó rớt cái lồng sơn gì, nó ngồi mở nó mà nó nhảy nó làm rớt cái hộp sơn đổ tận đầu luôn à. Mới đầu con vô con thấy bà, con tưởng bà là mới nhuộm tóc. Tóc trắng quá nhuộm cho nó đen. Nhưng mà bây giờ một nửa trắng một nửa đen rồi. Mà múc rồi mua tiếp, nhuộm tiếp. Nhuộm tiếp. Là mình không có nhuộm bằng thuốc mà, nhuộm tóc mà mình nhuộm bằng sơn luôn. À nhuộm bằng sơn à. Vô bằng ấy tốn tiền lắm. Dạ. Sơn có giờ có nhiêu đòn đâu. Thường sẵn chỗ mua nhờ. Đâu mà nhộm, nhộm vô cho nó đẹp. Bà có soi gương chưa? Không rồi. Không rồi hả? Bà sẵn rơ mặt rồi chứ. Rơ mặt hết đó. Cái nhà nó đủ hết chỗ đây mà. Mà. Mèo ra mèo, chó ra chó. Sao lại nói mèo ra mèo, chó không ra chó? Đẹp mà, con thấy đẹp mà. Đẹp gì? Một bên thì đen, một bên thì trắng nè. Bà vui tính đó cả nhà. Mà mày chưa rủi ra đổ vô mắt rồi. Dạ. Yeah. Là hôm qua là nó đổ lên là nó dính hết cái mặt bà luôn. Tay đồ dính quá trời luôn cả. Thưa giờ cái này mới rửa nó sạch nè. Dạ. Do không rửa, do rửa nó tóc ra hết được chưa? Dạ. Nó là sập bông à. Còn xăng nó không có ra đâu. Dạ. Xăng nó nóng lắm bà. Ồ, nóng gớm lắm. À, gà muốn mua lại của ông là hai trái bầu. Tại vì ông nói là ở đây là bầu người ta không có mua cả nhà. Như thường thường là ông bán một trái bao nhiêu tiền ông? Cần ký hả? Ừ. Một ký bao nhiêu tiền không? Ký 10 ngàn. Ký 10 ngàn hả? Ừ. Dạ. Vậy ông cắt cho con trái này đi. Dạ. Phải trở xuống mấy ra. Đây có nhà, một cái bầu rất là đẹp nha. Bầu đây non, rất là thơm ngon luôn. Cái bầu này là bầu thiên nhiên luôn, không có thuốc nha cả nhà. Ông đi qua đây đi ông, cho con một trái nữa đi. Con lấy hai trái về. Gà lấy hai trái về gà ăn nha cả nhà. Coi như là gà mua, gà mở hàng cho ông. Để ông bán đắt nha. Trái này còn non không? À, chắc có lẽ là trái này còn non hả ông? Ông cắt cho con còn cái này đi. Dạ. Wow, trái này chắc con nghĩ 5kg luôn quá. Phải không ông? Chắc 3kg á, 3-4kg gì đó. Ồ, cả nhà thấy to chưa? Ôi, còn quá trời bên kia luôn kìa. Quá trời luôn. Cái đó là ông để làm giống hết luôn á không? Giống trái ra. Giống trái mà nó già hết rồi sao đây? Thì khắc bầm ra chó. Dạ, là mình cho mình nuôi chó. Hai con đó. Dạ, trời ơi, gà ấm không nổi luôn cả nhà ơi. Nặng quá. Thế mình đi vô đi ông đi. Năm ngoái ông trồng một chuyến là cũng một giây thôi. Ông cầm cho con một trái nặng quá. Năm nay cầm á. Dạ. Năm mà có thằng tiền trồng hết luôn mà. Dạ. Hết đám luôn. Ông mà có nước là ông trồng hết luôn hả? Hết luôn chứ. Dạ. Thấy nước tứ không rồi chứ. Cậu có... Nợ muốn rồi thấy nắng mà còn đẹp rồi. Ông có đem cái cân ra này cả nhà. Cái cân này là cái cân 5kg nè. À, để bỏ cái trái bầu đi lên coi thử là bao nhiêu ký nha. À, nặng quá. Gà nghĩ chắc là cũng 5kg quá. 5kg 2. Này qua kim luôn rồi. Qua kim luôn, 5kg mà qua kim luôn. Ừ, vậy là cái này chắc 6-7kg luôn cả nhà. Đó. Đây cái ký này 5kg mà qua kim luôn rồi. Coi còn thử cái trái này là bao nhiêu. Trái này là 3.1 kg. Ồ, trái nhỏ xíu 3.1 kg cả nhà. Đây nè. Còn cái trái này là qua kim, gà nghĩ là trái này là gà đốn nó là 5kg. Ông đốn 5.2 kg, cái này là chắc là 6kg. 6kg nó qua kim nè ông nè. Đó, nó qua kim luôn nè. Nó qua rồi.
Thầy nói là cái ký 10 ký mới cân được. Là cái này là ông để lại cho con nha. Dạ. Cái này bầu rất là ngon cả nhà. Hôm nay á, là gà quay trở lại đây thì một cái vùng đất rất là xa xôi, hẻo lánh, vừa gió vừa nắng nữa cả nhà. Mình trồng cái gì cũng không được, nhưng mà gà thấy là ông trồng cái cây bầu nó rất là tốt nha. Tại vì là ông chăm chuốt vào cái cây bầu, gánh từng cái thùng nước để đi tưới những cây bầu đó. Còn gà thấy ông trồng những cây khoai lang nè, rồi mấy cây cải cây này cây kia nó khô héo hết cả nhà. Tại vì một mình ông là cái chân của ông á là nó bị cục, nên là ông đi tới đi lui nó rất là khó khăn trong cuộc sống. Ngày nãy là ông có chia sẻ với gà là ông nói là ông cũng ước muốn là có một cái máy bơm á cả nhà, máy bơm nước để ông có thể là trồng bầu hết cái khu vực của nhà ông luôn, là ông có thể bán được bầu, mình có thể là trang trải trong cuộc sống á cả nhà. Ở đây là mình trồng bầu là ông có biết là bán cho ai không? Dùng mấy dạ, dưới đó người ta lên người ta thu người ta mua luôn hả? Mình chở xuống chứ. Dạ. Rồi ông không có xe sao ông chở xuống được? Xe cũ. À, cái xe máy tàn đó hả? Máy tàn. À, cái xe máy ông có một chiếc xe máy ông bỏ vài cái bụi cây á cả nhà. Bỏ vài bụi cây vài đó là ông chở xuống dưới đó ông bán. Dạ. À, gà lên đây là gà muốn là hỗ trợ cho ông bà một ít tiền để cho ông bà có thể là trang trải trong cuộc sống. À, có một cô cả nhà. Cả nhà chờ gà chút xíu nha. Có một cô tên là cô Thủy đã gửi cho ông là 2 triệu đồng. Và một cô giấu tên gửi cho gà là 5 triệu đồng. Tại vì gà không biết tên nên là gà xin phép là gà sẽ để là cô giấu tên nha. Cô chú giấu tên gửi cho ông là 5 triệu đồng. Thì cái số tiền 5 triệu đây á, lúc trước á, thì gà có nghe là các cô là nói là nhắc đến là làm cho ông một cái chân giả cả nhà, để ông có thể là đi tới đi lui nó dễ hơn. Nhưng mà theo được gà biết á, là làm một cái chân giả như thế này á, tiền nó rất là cao cả nhà. Có thể là 40-50 triệu một cái chân. Nhưng mà mình phải đưa ông đi vô trong Sài Gòn, tại vì quê của gà thì không có làm. Đi vô trong đó họ đo cái chân của mình, kích cỡ chân của mình như thế nào, thì họ mới làm ra một cái chân giả. Rồi mấy tháng sau, 3-4 tháng sau gì đó, thì mình mới có cái chân để cho ông, để ông đi cả nhà. Nhưng mà cái ước nguyện của ông á, là ông cũng không có muốn có cái chân cả nhà. Tại vì số tiền nó cao quá, ông chỉ muốn có một cái máy bơm để ông có thể là bơm nước thôi. Bơm nước lên, ông có thể là trồng cái này cái kia, có thể sống qua này. Còn cái chân này là có cái chân giả này của ông tự làm nè. Thì ông có thể đi tới đi lui được ông ha. À, bây giờ gà sẽ trao cho ông là cái số tiền là của cô Thủy là 2 triệu. Và của một cô giấu tên 5 triệu nữa là 7 triệu nha cả nhà. Đây là cái số tiền 7 triệu đồng thì gà đã cầm sẵn trong tay nè. Giờ gà đếm cho tất cả cô chú anh chị cùng biết nha. Một tờ là 500 ngàn đồng nha cả nhà nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tờ là 7 triệu đồng. Giờ con sẽ gửi cái số tiền này của ông, tiền của cô chú anh chị mình thường quân, gửi cho ông và bà để bà có tiền trang trải cho cuộc sống. Thì cũng như là ông chia sẻ, ông nói ông muốn mua một cái máy bơm nước, máy bơm dầu á. Mấy dầu bơm nước thì ông có thể là lấy số tiền để ông mua khoảng 4-5 triệu gì đó như nãy ông nói á, là ông mua để ông trồng bầu nha. Đây con gửi cho ông nha. Ông có lời gì muốn nói với lại cô chú đã tặng tiền cho mình không? Tôi xin cảm ơn cô chú tài trợ cho tôi qua cuộc sống. Dạ. À, để trang trải trong cuộc sống gia đình tôi với bà. Dạ. Và lời cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn cô chú đã tận tình tới nơi giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Dạ. Ông nhớ là ông mua cái máy bơm để bữa sau con lên con chia sẻ cho cô chú nhìn thấy cái máy bơm của mình nha. Dạ. Chắc phải mua ta. Dạ. Tại vì máy bơm á là ông có thể là nhờ người dân xung quanh ở đây có thể giúp ông mua một cái máy tốt cả nhà. Về máy bơm thì gà không có rành, không có biết. À, người dân họ sử dụng máy bơm, họ bơm nước thì họ sẽ rành hơn. Ở đây á là những cô chú ở xung quanh á, xung quanh của ông á thì cũng rất là thương ông. Là cũng đã chia sẻ cho gà để gà biết, gà đi vô trong cái vùng núi xa xôi để giúp đỡ cho ông với lại bà này cả nhà. Gà cũng xin thay mặt ông bà cảm ơn cô Thủy.
và cô giấu tên Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho ông bà có một số tiền rất là lớn là 7 triệu đồng để ông có thể là thực hiện được cái ước mơ của mình có một cái máy bơm nước cả nhà. Máy bơm nước để ông có thể là trồng nguyên cái đám đất của ông á, là cái cây bầu. Thì khi mà mình trồng nó có nhiều trái lên á, người ta sẽ thu mua rất là nhiều. Rồi cái số lượng nhiều á cả nhà, người ta thu mua, người ta xuống chợ, người ta bán thì ông bà có một cái khoản tiền nào đó có thể trang trải trong cuộc sống. Cảm ơn hai cô rất là nhiều. Chúc cho hai cô và tất cả cô chú anh chị đang theo dõi và ủng hộ cho gà thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình. Thì con cũng chúc cho ông thật là nhiều sức khỏe nha. Con chúc cho bà thật nhiều sức khỏe nha bà nha. Dạ, chúc bà và ông thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha. Buổi sau con sẽ quay trở lại đây và có thể là giúp đỡ cho ông bà một cái phần gì đó nữa. Dạ, giờ con cũng xin phép ông bà con đi về nha. Cảm ơn cả chú. Dạ. Giờ gà cũng xin khép lại video tại đây nha. Chúc cho cô chú một lần nữa thật là nhiều nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Bye bye.